Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu có một cái tiện ích rất là mình thấy rất là hữu ích khi mà chúng ta duyệt web. Ví dụ như chúng ta duyệt web trên các hệ điều hành hoặc Android thì nó có một cái tiện ích mà mình thấy khá là hay, nó gọi là Spartan Back to Stop, là trở về trang trên đầu. Ví dụ như thế này, vì mình đang duyệt web mà mình kéo nó xuống như thế này, mà mình muốn kéo lên mà chúng ta cầm cái này thì nó hơi bị lâu. Mình cầm cái kéo lên như vậy, nó có cái xanh này nè, kéo cái kéo này nè. Thì ở trong trong điện thoại thì mình xài thấy là gọi là back to stop, trở về trên đầu. Thì đây nó có một cái icon theo thế, nếu mà chúng ta cài đặt vô thì chúng ta nhấn như này này, tiện ích rất là tiện ích. Ví dụ như là mình hay đọc báo, mình ví dụ như là mình kéo xuống như này, đó. Kéo xuống mà mình muốn đọc ở trên, hoặc là mình muốn về đi trên đầu mà mình cứ rê chuột hoặc là mình cắm này kéo thì nó hơi lâu. Thì đây thì mình xin giới thiệu một cái gọi là đây, ví dụ này hai cần này mình làm như thế này, mình nhấn lên trên đầu luôn, để nó gọi là đây stop to stop button này. Đó. Để cài đặt thì chúng ta có thể làm như sau. Nếu mà các bạn xài đây Chrome thì chúng ta làm như thế này. Cốc cốc thì cũng bị giống như thế này thôi. Cốc cốc, Opera hoặc Firefox đều làm được, nhưng mà mỗi cách làm nó khác nhau. Đây là đối với Chrome hoặc là Cốc Cốc. Chrome thì chúng ta rê chuột lên cái số 3 chấm này, chúng ta kéo xuống và chúng ta xuống cài đặt này. Ở đây chúng ta vô cài đặt thì thấy nên đang vô cài đặt thì nên tiện ích. Tiện ích chúng ta kéo xuống phần là tải thêm tiện ích này. Thì các bạn đã có cái từ này, đánh cái từ là này stock to stop button này, ta bật cái đây. Ok, để chúng ta tìm tìm đây cái này, chúng ta thêm vô, chúng ta ấn ok để nó thêm tiện ích vô. Sau khi nó thêm thì nó là cái bảng thiết lập cho ta. Mặc định thì chúng ta rê chuột thì thường thường để cái con chuột ở dưới chỗ này, để chúng ta dễ đưa lên đưa xuống. Tại vì những nhiều khi mình ta để cái icon ở trên này thì mình mất công phải đưa lên như này, bình thường là mình để dưới góc phải, phía dưới thì chúng ta chọn chốn hiển thị này như này, button này, logo này, chúng ta chọn đây. Ở đây là phía dưới mà bên phải này, này phía dưới bên trái và phía dưới ở giữa, thì chúng ta bình thường chọn phía dưới mà bên phải. Rồi chúng ta tắt đi, rồi chúng ta refresh lại cái chương trình chat phát, rồi chúng ta bắt đầu thử nghiệm đó. Ví dụ mình vô đọc đọc tin nhắn 24 giờ đi. Đây. Đây, chúng ta kéo xuống là nó hiển thị cái mũi tên này lên rồi. Chúng ta không cần phải cầm cầm lên cầm cầm xuống. Đó, chúng ta ấn lên nó lên trên đầu cho mình luôn. Đó là tiện ích cho những người nào mà thường hay đọc báo mà giống mình thì nó đọc hay đọc báo mà cứ đưa lên đưa xuống để tiện, đó. Rất là tiện. Rồi nó cứ kéo xuống chút xíu là nó sẽ hiện cái icon này lên rồi chúng ta lên trên đầu. Rồi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong cái link sau. Ở đây ở trong Opera hoặc là Facebook thì vẫn xài được, ok. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại.